Chị... Sao chị lại ở đây? Chị tới lấy lại nhà của chị. Cho em ở lâu quá rồi em quên. Em tưởng nhà em hả? Nhưng mà đây là tổ ấm của em mà chị. Tổ ấm của em, nhưng đứng tên của chị. Em xem giấy tờ nhà chưa? Khôn hồn thì tránh xa chồng chị ra. Chị ơi, em với anh Thoại yêu nhau thật lòng. Nếu chị hết yêu ảnh rồi, chị có thể nhường ảnh cho em được không chị? Ai nói với em là chị hết yêu chồng? Anh nói với em là sống trong căn nhà đó với chị như ngục tù vậy. Anh phải cố gắng chịu đựng với hai đứa con. Thứ anh cần duy nhất là tình cảm gia đình, nhưng mà chị không mang lại cho anh được. Chị ơi, em cầu xin chị, em có thể làm tất cả mọi thứ với anh Thoại, em không thể sống thiếu ảnh được. Những đứa như em á, chị thấy hào quang của chồng chị rồi lao đầu vô giống như một đám thiêu thân vậy đó. Mà đâu có biết, ảnh chơi xong đứa này, ảnh bỏ, ảnh đi tìm đứa khác. Anh Thoại nói là chỉ yêu một mình em thôi. Cô bé nào cũng tưởng mình là duy nhất hết. Em không tin là chị làm giả. Anh Thoại sẽ không nói dối em. Tất cả mọi chuyện anh Thoại đều nói với em. Nó anh yêu em và em giống mối tình đầu của anh. Mối tình đầu. Anh Thoại phải hy sinh bản thân mình, rồi bỏ chị Ngọc Anh, vợ của anh, để lấy chị. Anh Thoại chưa bao giờ yêu chị. Chị làm ơn giải thoát cho anh đi. Người cần giải thoát ở đây là em chứ không phải là anh Thoại. Em tỉnh táo lại đi. Chị đến đây là để giúp em đó. Em là một đứa con gái, con nhà gia giáo. Ngẫm lại coi, mình đã làm gì? Xem có làm nhục mặt mẹ cha không?